bài bông hồng cả, con tập luyện rất là nhiều. Tại vì nó không đúng theo sở trường của con, nhưng con cảm thấy thoải mái vì cô Uyên cho con hát theo cách của con. Đây là một giọng hát rất là đáng quý. Các bạn thấy đó, chỉ có duy nhất là một mình Cường là đi theo dòng mang âm hưởng dân ca, trữ tình. Và chúng ta cần khuyến khích những cái gì thuộc về bản sắc thật của Việt Nam như vậy. Với chủ đề tình này, hát về những người gần gũi, những người luôn gắn bó với tụi con. Con nghĩ là con sẽ hát tốt hơn hẳn những tuần trước. Mỗi lần con đứng trên sân khấu, con có một chút hồi hộp, có một chút lo lo, có chút run run. Nhưng con hát lại xong, nhưng mà con vẫn còn lo. Từ giám khảo Văn Mai Hương nhé. Xin mời giám khảo Văn Mai Hương ạ. Cường ơi, hôm nay cô không khóc mà nước mắt nó chảy ngược vào trong thôi con ạ. Tại vì nó quá cảm động. Con biết không, mỗi một câu, một chữ con hát ra nó sang sảng vào mic và nó gọi sao, dùng từ hôm trước chú Isaac con nói là nó đi đến từng ngõ ngách một của cảm xúc. Mọi thứ con hát lên nó đều chứa đựng rất là nhiều cảm xúc, từng nốt nhạc một. Và cô biết ngày hôm nay con ốm rất là nặng. Ngày hôm nay con ốm đúng không? Và đến tận buổi tập cuối cùng của ngày hôm nọ vẫn đang không có hát được. Và quý vị biết là Cường ốm từ tuần trước. Khi mà tuần trước Cường thể hiện các khúc đó là Cường cũng đang ốm rất là nhiều. Ngày hôm nay Cường vẫn đang ốm mà con hát như vậy thì
đúng là không còn gì để nói hết. Ngày hôm nay con vẫn hát rất là hay như mọi ngày. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn con. Vâng, xin mời giám khảo Tóc Tiên ạ. Cô phải dành nhận xét, tại hồi nãy chú Zach giành mất phần việc của cô rồi nên cô phải xí phần này. Đó là Hồ Văn Cường. Thực sự là hồi nãy con có chia sẻ với cô là con đang bị khan tiếng, con sợ là mấy nốt cao con lên không được. Mà nãy giờ nếu như cô Hương không nói, không chia sẻ với mọi người là không ai biết là con đang bị bệnh hết. Và cô rất là thích cái cách là con đứng yên một chỗ, nhưng chỉ cần đứng yên thể hiện, dồn hết tất cả sức lực vào giọng hát, vào bài hát của mình. Và chỉ cần đứng yên đó thôi mà tất cả khán giả ở đây đều phải dồn ánh mắt vào con. Và cô cho phép cô được đặt cho con một danh hiệu mới, con là sứ giả cảm xúc. Được không? Mọi người có đồng ý không ạ? Ừ, rồi, cảm ơn giám khảo Tóc Tiên. Có vẻ giám khảo Tóc Tiên là vị giám khảo mà rất nổi về việc đặt biệt danh cho các thí sinh, đúng không ạ? Xin cảm ơn giám khảo Tóc Tiên rất nhiều. Cảm ơn Hồ Văn Cường. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập fanpage chính thức của chương trình www.facebook.com/thần tượng âm nhạc nhí.